Hello, chào các bạn nha. Đó, các bạn ơi, hôm nay cá của mình nó lại đẻ nữa rồi các bạn. Hôm qua cho nó ăn thì thấy hai con cá mái, cái bầu nó bụng cái bụng nó bầu bự quá. Thì mới nghĩ là sáng nay là chắc nó sẽ đẻ thiệt các bạn. Đợt này nhiều cá quá các bạn ơi. Bây giờ đang chuẩn bị hồ nè, đang chuẩn bị sẵn cái hồ nhỏ đó. Mới bỏ nước hồi sáng để cho nuôi mấy con cá này, mấy con cá con này ha, một hai ngày nó mình vớt ra. Thì hai con cá mái đang đẻ các bạn, hồi sáng nó đẻ mấy con, hôm nay nó đẻ, bây giờ nó đẻ thêm nữa rồi các bạn, nhìn đã không? Đó, hai con cá mái thì nó trốn trong góc kia, sáng cho nó ăn rồi, trùng dưới hồ, trùng rồi các bạn. Sáng có cắt cho nó ăn và cho nó ăn lăng quăng các bạn. Mấy ngày nay không có cho nó ăn chám, chỉ cho nó ăn mồi sống thôi. Sáng nay thì ra thăm hồ nó đẻ lác đác mấy con, bây giờ ra thăm nữa nó đẻ quá trời nữa các bạn, mấy chục con rồi các bạn, hai con luôn rồi các bạn ha, nó đang đẻ. Thì cập nhật clip này quay cho các bạn xem. Rồi, mấy cái con này nó có vẻ nó lớn rồi các bạn, nó lớn lắm rồi đó, sau 3 tuần lễ, ba tuần mấy. Còn cá này là cái đàn này mới mới đẻ luôn rồi. Tức là bây giờ mình có khoảng mình có 4 đàn các bạn. Rồi, để nó đẻ nó đi ha, rồi sẽ cập nhật clip cho các bạn xem. Rồi, chào các bạn nha.